một quán cà phê vào đây nằm 7749 kiểu luôn, không bao giờ bị đuổi về. Nói tới đây thì chắc mọi người đã biết ở đâu rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay tôi đã đi chi nhánh ở bên Đinh Bộ Lĩnh đó nha mọi người. Quán này được có một cái là không giới hạn về thời gian, chỉ cần kêu một ly nước thôi. Thành ơi, nằm nướng một giấc tới chiều cũng được. Nhưng mà vào trong này thì nhớ giữ yên lặng nha, phải giữ không gian chung chứ. Tại vì cũng có rất là nhiều bạn vào đây nghỉ trưa. Ta nói điệu điệu leo lên cái cầu thang bị u đầu rồi nè, thấy chưa? Theo như mình đánh giá nha, thì chi nhánh ở bên đây sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát hơn. Vừa có đèn ngủ này nghe, xong rồi có thêm một cây quạt nữa để sợ mấy bạn bị nóng á. Mặc dù trong phòng đã có máy lạnh rồi, mấy bạn học sinh sinh viên á thì có thể ghé ở đây để mình nghỉ trưa, hoặc là có thể ở đây để chiên offline giống như là tôi nè. Nói chứ mình thấy chỗ này khá là tiện và cũng có không gian riêng cho mấy cặp đôi nữa. Đi đâu về mà trưa nắng quá thì mình tấp vô trong đây mình làm giấc chiều mình về. À ngoài ra thì ở đây còn có cả nhà vệ sinh cũng rất là sạch sẽ nữa. Mình thấy là chi nhánh bên đây sạch sẽ và thoáng mát hơn nhiều nha mọi người. Nhớ ghé bên đây nghe. Ở đây vừa là quán cà phê mà vừa bán tạp hóa nữa nha, thấy quá trời kẹo luôn à. Chỗ này là Bina Seoul nằm ở số 363 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. Hãy ăn cánh gà theo cách của tôi, đồng giá các món 40k như cơm cánh gà và mì udon xào thịt bò. Đây là một cái tiệm hoàn toàn mới mở nằm ở trong một con hẻm ở đường Lê Thúc Hoạch. Quán đã được đề co trang trí tết rồi nghe, rất là dễ thương luôn. Cái menu thì có các món nước đồng giá 25k và đồ ăn thì rất nhiều món đồng giá 40k nha. Cái chỗ đề co xinh xinh này là nằm ở trên lầu nha mọi người, không gian rất là rộng rãi và thoáng mát. Ngồi tầm 10 phút thì các bạn nhân viên đã bưng đồ ăn lên cho tôi rồi. Tất cả các món mà tôi gọi đều đồng giá 40k nha mọi người. Một cái mì ý nè, mì udon xào thịt bò, cơm cánh gà sốt me, trời ơi cũng 40k thôi à. Ở gần đường Lê Thúc Hoạch thì có rất là nhiều trường học đúng không? Thì đây sẽ là một cái chỗ mà các bạn nên lưu lại để mình tới đây nha, tại vì đồ ăn ở đây bán rất là rẻ luôn. Điểm đặc biệt mà mình cộng cho quán đó chính là các món ăn đem lên đây đều cực kỳ là nóng luôn. Mình thích ăn cộng mì udon cho nên đã gọi một phần mì udon xào thịt bò. Thịt bò thì không có quá nhiều tại vì phần này chỉ có giá 40k thôi, nhưng bù lại được một điểm là nước sốt rất là ngon. Cánh gà sốt me phần này chỉ có giá 40k thôi mà được đến tận 5 cái cánh gà lẫn nha. Cánh gà thì đẫm sốt luôn, mình sẽ chan cái nước sốt này lên trên cơm. Trời ơi, cơm nóng hổi nha mà cánh gà cũng mới vừa được chiên. Cánh gà thì mỏng nước và cái lớp da bên ngoài thì đẫm sốt. Mì ý xào thịt bò ở đây cũng với giá là 40k một phần. Nước sốt chan lên mì thì không có quá nhiều nhưng mà phần thịt bò thì rất là nhuyễn nha mọi người. 1 phút 30 giây đã dứt được ngay một cái cánh gà, trời ơi rút xương ra luôn. Trong tất cả 3 món mà lúc nãy giờ mình quay thì mình rất là thích cái món cánh gà chiên sốt me. Lần sau đến đây mình sẽ thử cái món cánh gà chiên sốt cay nha mọi người. Mình thấy quán bán đồ ăn khá là ngon và nước thì ngày hôm nay mình đã thử trà đào và một cái ly 3 tầng đủ 3 màu luôn. Quán này là nằm trong con hẻm cho nên ít được mọi người biết tới. Nằm ở địa chỉ 22/6 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú nha. Nhớ là đến đây và thử món cánh gà chiên nha.